sáng ngày 29 tháng 5 năm 2018, đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp tổ chức tiếp xúc cử tri xã An Bình. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã An Bình, được nghe các vị đại biểu đại diện cho Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, xã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trong kỳ tiếp xúc trước. Sau khi nghe báo cáo và trả lời ý kiến kiến nghị ở lần tiếp xúc trước, cử tri xã An Bình rất vui mừng phấn khởi trước sự phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh, huyện, xã, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà xã An Bình đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2018 này. Bên cạnh đó, cử tri nêu lên một số ý kiến kiến nghị. Khi mang bình xịt hay là mang thuốc đi thì ví dụ khi mình xịt rồi mình có một cái bọc về để bỏ tập trung một chỗ đó, chứ không thấy nhiều khi nó nằm làng can trên bờ ruộng thì nó cũng không được hay cho lắm. Khi mưa rồi thuốc nó ra sông trên gặp nó rồi dùng nước mình lên uống thì nó không gặp các mặt lợi. Thành đối khi mình giảm giá thành cái vật tư mình giao lúa lên thì mình nhưng mà vật tư công nghệ cũng lên ra. Ngoài các ý kiến trên, bà con cũng kiến nghị sớm thi công nạo vét tuyến kênh cấp 3 của cử tri Nguyễn Văn Tiệp, ấp Phú Hiệp. Sau khi tiếp thu các ý kiến của bà con cử tri, đại diện chính quyền địa phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân đã giải đáp, giải trình những ý kiến kiến nghị của bà con cử tri. Thì chúng ta muốn nước nó lên, tắm, giặt, ăn uống, thì một lượng nước nó tiếp tục hại vô cơ thể mình. Rồi là cái lượng này nó xuống nữa, ảnh hưởng tới con cá, sinh vật sót, cũng rất là nguy hiểm, bốc hơi lên trời cũng rất nguy hiểm. Cho nên là tới đây, chắc lẽ là cũng đề nghị là đại biểu hội đồng cái tỉnh đó, nên có nghiên cứu và nên có đề nghị với trung ương, chính phủ, cung cấp khoản về cái phí về bảo vệ môi trường đó, đi tiếp về địa phương để xây dựng một số hố ở trên từng lĩnh vực như vậy, ở trên từng đầu tư như vậy. Là chúng ta là coi như là xây dựng một số hố rác để tiêu hủy. Giá lúa thì tăng, vừa vật tư nông nghiệp đó thì cũng tăng theo. Như vậy thì nông dân làm ra thì cũng không phải được là nhân viên. Thì ở đây em biết này cũng trình báo với lại quyền cử tri. Đó là cái phần này của tầm vĩ mô rồi, hay là có quản lý của cấp cao rồi. Ở địa phương không có khả năng là như này. Ở đây cái này cũng kiến nghị đến tỉnh để xem xét coi như thế nào. Để có cái khâu quản lý được tốt hơn về cái thuốc bảo vệ thực vật để giúp cho bà con nông dân khi mà ổn định được cái đó và giá lúa nó tăng lên thì rõ ràng cái đó mới gọi là lãi cao. Theo còn nếu như mà giá lúa được lên mà cái giá về cái vật tư cũng cao hơn nữa thì cái chuyện đó thì đúng là nó rất là lãi, không có là bao. Cho nên cái phần này nên cũng nên xem để làm đề nghị ở trên cái tầm vĩ mô nên xem. Còn một cái ý kiến còn thiếu sót là chỗ cái ý kiến là đối với chương 3 của Bình đã cạn đó. Thì bây giờ là cái chỗ này thì đã có cái kế hoạch nạo vét cầu, nhưng mà do cái ý kiến của người dân nó nói rằng bây giờ là đang trong cái thời gian mà sản xuất này, nếu mà nạo vét thì nó sẽ hư hao về lúa thấp để chờ cho thu hoạch xong thì cho nên đã có đề nghị là thôi dừng lại. Ở đây em xin báo với lại quý bà con cử tri là như thế này, đó là chính người người ý, chứ mà chính người chiến ý cũng hơi mệt rồi đó, mà chính người ta người ý rồi. Cho nên như vậy thì bà con mình nông dân, quỹ là nông dân thì người có ý kiến như thế này, người có ý kiến như thế khác, có người đó là nên làm sớm đi, có người đó làm sớm hư hao không để thu hoạch xong, cho nên nhiều ý kiến quá thì lấy cái tỷ lệ làm cao thì tính theo người đó. Và tính thưa quý vị cử tri thì đó là một số cái ý kiến mà quý cử tri hôm nay nãy giờ đã có đặt ra. Thì bản thân tôi đại diện số phía của ủy ban có một số ý kiến trả lời, còn những cái gì mà trả lời chưa thỏa đáng thì quý cử tri cứ tiếp tục hỏi lại để tôi trả lời. Dự kiến trong tuần, Hội đồng Nhân dân 3 cấp sẽ có buổi tiếp xúc cử tri của các xã thị trấn còn lại trên địa bàn huyện Thoại Sơn.